Bình thường á, Hùng hay xem mấy clip nấu ăn từ Trung Quốc, thấy mấy cái món cay tứ xuyên, mấy cái món hầm mà màu sắc bắt mắt như thế này á, nhìn mê lắm. Nên hôm nay Hùng mua cái gói gia vị trộn sẵn cay tứ xuyên này nè, về nấu thử nha. Đầu tiên khui gá thì nó có cái hộp cốt thịt cô đặc nè, thêm nó có cái chai nước chấm được tặng kèm nữa, rồi có thêm một số gia vị mà nó có sẵn hết trơn luôn. Bây giờ mình chỉ cần chuẩn bị 4 lít nước và cho tất cả các gia vị này vào thôi. Đó, mình quậy cho nó tan đều ra hết. Sau đó thì bắt đầu mình sẽ bỏ những cái nguyên liệu mình cần nấu mình bỏ vào mình ngâm mình ủ nha các bạn. Cái này hùng sẽ bỏ tai heo nè, chân giò nè, thêm cánh gà, giò gà. Cái này hùng ủ tầm khoảng hơn tiếng á, nếu các bạn ủ lâu hơn á thì nó sẽ thấm hơn ha. Và tùy vào những loại nguyên liệu á thì nó sẽ có thời gian luộc khác nhau, nên sau khi hùng ủ xong, hùng sẽ vớt cái phần cánh gà và chân gà ra, đem cái phần tai heo và chân giò đi luộc trước. Sau khi mà tai heo và chân giò của mình gần chín á thì mình sẽ cho cánh gà và chân gà vào mình luộc, đến khi nào nó chín thì mình sẽ nhắc xuống nha. Mình cân chỉnh như vậy á để thức ăn của mình nó có cái độ chín vừa tới nó sẽ ngon hơn nè. Tiếp theo á thì mình sẽ đi làm cái phần sốt để mình rưới lên cái phần thịt nha. Đầu tiên các bạn đi phi hành tím và tỏi cho vàng lên, sau đó cho cái phần nước lèo tứ xiên vào, cho thêm đường và ớt khô thảo mộc có để kèm trong cái bịch gia vị đó. Mình nấu cho nó sôi nó keo lại như thế này là được rồi nè. Bây giờ thì thịt của mình chín rồi, mình rưới lên. Tới đây là chịu hết nổi rồi mà còn được tặng kèm theo cái chai nước chấm này nữa nha. Chấm chung với nước chấm này là hơi bị dính luôn đó. À, mà lần đầu tiên hùng làm cái món này luôn á ăn xong mẹ phái quá trời luôn